chương 227, ngươi vẫn còn sống, đệ. Đệ vẫn còn sống. Bầu không khí tĩnh lặng bị tư đồ nam phá vỡ, đương nhiên ta còn sống rồi, Diệp Thành nghe vậy thì hơi ngớ người, không phải ngươi. Đã chết rồi sao? Vẻ mặt dạ vô tuyết cũng cực kỳ thú vị, ta đang sống yên lành, sao có thể? Diệp Thành bối rồi, còn chưa nói hết câu đã thấy trước mặt xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai cánh tay ngọc ngà đã ôm lấy hắn, cạc cảnh tượng đột ngột này khiến mấy người phía dương đỉnh thiên ngẩn ra sư phụ tưởng ngươi chết rồi chứ người ôm diệp thành đương nhiên là sở huyên có lẽ vì quá kích động nên cô đã quên đi thân phận của mình còn diệp thành bỗng được sư phụ xinh đẹp ôm thì thoáng chốc thẫn thờ trước mặt sở huyên trước giờ hắn chỉ bị đánh đòn đã bao giờ được ôm thế này đâu hơn nữa cái ôm này quá bất chợt mà lực ôm cũng không phải vừa cơ thể nhỏ bé của hắn suýt thì bẹp dí trong lúc sững sờ diệp thành cảm nhận được y phục mình ương ước lúc này hắn mới phát hiện thì ra là nước mắt của sở huyên làm ước y phục của mình sư phụ người khóc vì con sao diệp thành giật mình hỏi lời này vừa dứt sở huyên vội buông diệp thành ra chính cô ta cũng không ngờ khi nhìn thấy diệp thành mình lại rơi lệ cảm thấy mình đã làm mất phong thái nước mắt chuẩn bị rơi xuống cũng thoáng chốc bốc hơi sạch sẽ khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên một tia ửng hồng ngươi còn sống tại sao không về tông môn có lẽ để che giấu sự xấu hổ sở huyên lại trở về bộ dáng như cũ, hung hăng nhìn chầm chầm Diệp Thành. Con muốn về tông môn nhưng... Diệp Thành đang định giải thích thì một bàn tay ngọc ngà đã phất tới. Hắn còn chưa nói xong đã bị sở huyên đánh ngã nhào, a, à, sau đó tiếng khóc la in ỏi vang vọng thắp ngọn núi, Diệp Thành đã lâu không bị đánh lại bị sở huyên hung hãn ấn xuống đất. Sở huyên đã lâu chưa đánh Diệp Thành, lần này ra tay cũng không vừa có lẽ chỉ khi được đánh dịp Thành như này mới khiến cô càng thêm chắc chắn hắn vẫn còn sống, không được, muội cũng phải đánh hắn, ai bảo hắn khiến tỷ tỷ lo lắng, sở linh cũng sắn tay áo lên, vừa đấm đá loạn xạ vừa mắng, ngươi còn sống mà không về nhà, còn sống mà không chịu về khiến chúng ta lo lắng, cho ngươi. Cảnh tượng gì thế này? Bao nhiêu người trong tiểu viên đều giật giật khóe miệng nhìn tỷ muội nhà họ sở đại triển thần uy, sau nửa giờ, sở huyên và sở linh mới dừng tay, thở hỗn hển còn Diệp Thành thì thảm hại khiến người ta không nở nhìn. Hắn bị đánh túi bụi, nằm gian hai chân hai tay dưới đất, trên người toàn là dấu chân. Sau khi hắn đứng dậy thì mọi người thấy khuôn mặt ấy đã không còn là khuôn mặt nữa, mặt mũi bầm dập, mắt thâm quần, bị đánh đến mức thân nương cũng không nhận ra, có phải con không nên tới không? Diệp Thành nước mắt nước mũi giàn dùa, bị đánh phát khóc, ai bảo ngươi khiến chúng ta lo lắng, sở huyên tức giận mắng, chúng ta đều tưởng ngươi đã chết rồi chứ. Ai nói con đã chết? cụ cụ lúc này dương đỉnh thiên khẽ ho hắn bước tới nhìn diệp thành rồi ngờ vực hỏi tiểu tử có thể cho ta biết ngươi thoát khỏi kiếp nạn bằng cách nào không con đến nước triệu làm nhiệm vụ bị tên luyện đan sư tà ác bắt được con vượt qua cửu tử nhất sinh mới bỏ trốn được thầm nghĩ không đánh lại được thì chạy thôi chạy mãi chạy mãi thì bị một trưởng đánh bay xuống sông cũng không biết bị sông cuốn trôi đi đâu diệp thành nói một tràng kể lại một loạt những chuyện liên quan đến nước triệu, đương nhiên hắn cũng cố tình che giấu một số chuyện, ví dụ như cảnh tượng đẹp mắt trong lò luyện đan. Mọi người nghe Diệp Thành nói xong thì chợt hiểu ra, chẳng trách bọn họ không tìm thấy Diệp Thành, ngay cả thi thể cũng không thấy, chắc là khi bọn họ đến nơi thì Diệp Thành đã bị dòng sông cuốn đi rồi, nhưng dù may mắn là vậy thì mọi người vẫn rất kinh ngạc. Đan hồn là tu sĩ tầng thứ 8 cảnh giới không minh, dương đỉnh thiên từng nghe nói ngay cả sở huyên cũng bị một trưởng của hắn đánh cho trọng thương huống hồ là diệp thành mới chỉ ở cảnh giới nhân nguyên thế nhưng diệp thành vẫn còn sống điều này làm sao không khiến mọi người kinh ngạc cho được tiểu tử ngươi được lắm sau giây phút bất ngờ bàn đại xuyên tặc lưỡi khen ngợi vậy mà cũng trốn thoát ra được ngươi còn lợi hại hơn cả ta tiểu tử ngươi có tiền đồ đấy được rồi nghe mấy người bàn đại xuyên liên tục tấm tắc ngợi khen dương đỉnh thiên lại lần nữa xen vào cười bảo nếu Diệp Thành đã về thì cuộc thi của Tam Tông ngày mai không cần tìm người thay hắn ra trận nữa. Nói rồi Dương Đỉnh Thiên còn không quên nhìn đệ tử áo tiếng bên cạnh. Hắn là Lý Chí, cũng là một đệ tử không hề yếu của hàng Nhạc Tông. Thực lực chỉ hơi kém hơn so với Thạch Nham, đệ tử chân truyền thứ 9 của hàng Nhạc Tông. Vì Tề Dương đã bị Diệp Thành đánh cho tàn phế, mà họ lại lầm tưởng Diệp Thành đã chết nên mới chọn hắn ta từ nội môn để thay thế Diệp Thành. Bây giờ Diệp Thành đã về thực lực hắn ta không bằng diệp thành nên đương nhiên sẽ phải đổi lại sư huynh diệp thành có thể đánh bại tề dương thực lực đương nhiên hơn con rất nhiều để huynh ấy thay thế đương nhiên con ủng hộ cả hai tay lý trí cũng suy nghĩ rất thoáng không phải loại người bụng dạ hẹp hòi chuyện này quyết định vậy đi dương đỉnh thiên vuốt râu nhìn chính người phía diệp thành nhiếp phong nam cung nguyệt rồi nghiêm túc nói mặc dù biết rõ là thua nhưng các con cũng phải dốc hết sức chiến đấu thua cũng phải thua một cách không thẹn với lòng đương nhiên rồi bây giờ con đang hăng lắm đây tư đồ nam nói xong còn vạn cổ mấy người còn lại cũng hàm hè sắn tay áo tinh thần chiến đấu rất cao vậy thì tốt dương đỉnh thiên mỉm cười ôn hòa rồi lại quay về chỗ ngồi những người khác cũng về lại vị trí ban đầu còn sở huyên khi rời đi cô ta vẫn không quên hung dữ trừng mắt nhìn diệp thành trong mắt viết rõ mấy chữ lát nữa sẽ xử lý ngươi hự khóe miệng diệp thành không khỏi giật giật diệp sư đệ không cần khách sáo cứ gọi ta liễu giật là được Liễu giật mỉm cười, nụ cười của hắn khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân. Hắn như một cây ngọc đón gió, khí chất tao nhã, điều quan trọng nhất là hắn không hề có thêm hành động thừa thải, khí chất có chút giống với Dương Đỉnh Thiên, thẳng thắn vô tư mà không thiếu phần khiêm nhường. Người này không đơn giản, đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Thành về Liễu Dật, khí chất ẩn sâu bên trong còn khó đoán hơn Nhiếp Phong, chẳng trách lại có thể trở thành bảo tọa chân truyền số 1 của hàng nhạc đệ tử trưởng môn dạy dỗ quả nhiên không bình thường, Diệp Thành lẩm bẩm, không biết huynh ấy đấu với cơ tuyết băng thì sẽ có mấy phần thắng, Diệp Thành đang suy nghĩ thì tư đồ nam đã mang ra vài bình rượu ngon, hiếm khi chân truyền đông đủ, kẻ nghiện rượu như hắn đương nhiên sẽ. Không bỏ qua, chỉ là mấy người còn chưa uống thì ở đỉnh núi lại xuất hiện thêm vài người nữa. Nhìn kỹ lại mấy người này thì thấy đó chẳng phải người của nhà thượng quan ở Đông Nhạc sao, chương 228, khách đến thăm dồn dập, người thật sự vẫn còn sống mấy người phía thượng quan bác còn chưa chào hỏi phía dương đỉnh thiên thì thượng quan ngọc nhi đã bước lên trước đôi mắt trong như nước hồ thu chẳng mấy chốc đã nhìn thấy diệp thành trong đám đệ tử chân truyền đông đúc cô ta cũng như sở huyên tưởng diệp thành đã chết vì thế mấy ngày qua cô ta còn ấy nấy nếu diệp thành không cứu cô ta thì cũng đã không phải chết thảm nhưng vừa nãy cách đây không lâu không biết cô ta nghe được ở đâu tin rằng diệp thành còn sống nên mới vội vã đến đây đương nhiên ta còn sống rồi Diệp Thành cười khang một tiếng sau đó cúi đầu sờ chóp mũi. Hắn vừa làm hành động kỳ lạ này xong, má thượng quan Ngọc Nhi bỗng chốc đỏ bừng. Hai người đều ngầm hiểu. Dường như cả hai đều nghĩ đến cảnh tượng trong lò luyện đan, vì lý do khó nói mà nhìn hết thân thể đối phương, bây giờ gặp lại bầu không khí cực kỳ quái dị. Có lẽ vì là nữ nhân nên thượng quan Ngọc Nhi xấu hổ thay đổi sắc mắt, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn chầm chầm Diệp Thành, trong đôi mắt đẹp như bùng lên ngọn lửa. Bị thượng quan Ngọc Nhi trừng mắt nhìn như vậy, Diệp Thành càng cúi đầu sâu hơn. Hắn nghĩ hôm đó mình sẽ chết nên mới đâm lao theo lao, mặt dày nhìn hết thân thể thượng quan Ngọc Nhi, nếu biết còn có thể sống sót. Hắn sẽ thận trọng một chút. Tiểu hữu Diệp Thành, chuyện ngày hôm đó Ngọc Nhi đã nói với ta rồi, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, thượng quan bác không biết chuyện gì, bước lên đích thân cảm ơn. Nếu để ông ta biết chuyện trong lò luyện đan, không biết liệu ông ta có bóp chết Diệp Thành tại chỗ không. Chỉ nói miệng thôi, không có gì thiết thực hơn à. Diệp Thành lắc đầu nhìn bầu trời đầy sao. Hắn vừa dứt lời, Thượng quan Bác đã nở nụ cười hào phóng, tiểu hữu Diệp Thành, nhà Thượng quan ở Đông Nhạc nợ ngươi một mối ân tình lớn. Khi nào cần ngươi cứ nói, chúng ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ. Còn không cảm ơn tiền bối Thượng quan đi, sở huyên lập tức trừng mắt nhìn Diệp Thành. Cảm ơn tiền bối Thượng quan, Diệp Thành cúi gầm mặt rồi bỗng cười hà hà nhà thượng quan ở đông nhạc cực kỳ lớn mạnh, tam tông đều không dám tùy tiện đụng đến. Khi mọi người đang nói chuyện thì trên đỉnh núi lại có người tới, là một nữ đệ tử 17, 18 tuổi, mặc áo bào của chính dương tông, dung mạo không được coi là xinh đẹp nhưng lại không thể che giấu vẻ ngên ngang kiêu ngạo từ trong cốt cách. Diệp Thành biết nữ đệ tử này, cô ta tên là Lý Thi Mạng, trước đây khi ở chính dương tông, cô ta với Diệp Thành đều là đệ tử của tình báo các. Diệp Thành lý thi mạng vừa bước lên còn chưa kịp chào hỏi mấy người phía dương đỉnh thiên thì đã ngay ra đó cô ta không ngờ lại gặp diệp thành kẻ từng bị đuổi xuống núi khi xưa ở đây sao ngươi lại ở đây không phải ngươi đã bị đuổi xuống núi rồi ư lý thi mạng nhìn diệp thành bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu lời này vừa dứt tất cả mọi người có mặt đều đổ dồn ánh mắt vào diệp thành đặc biệt là sở huyên vẻ mặt cô ta trở nên cực kỳ thú vị lời của lý thi mạng rất rõ ràng Đồ Nhi Diệp Thành của cô ta từng là đệ tử của chính Dương Tông. Dường như biết nghi ngờ của mọi người, Diệp Thành biết chuyện này sớm muộn gì cũng không giấu được, vì thế hắn quyết định nói thẳng, con từng là đệ tử của chính Dương Tông. Khi chấp hành nhiệm vụ của Tông Môn, nửa đường bị ám sát, vùng đang điền bị phế bỏ nên chính Dương Tông coi con là rác rưởi rồi đuổi khỏi Tông Môn, may mắn thay con được một vị tiền bối cứu giúp nên mới làm đệ tử của hàng nhạc Tông. Diệp Thành nói rất nhẹ nhàng bình thản, thế nhưng trong giọng điệu lại mang thêm phần buồn bã đau thương mặc dù mọi người đều rất ngạc nhiên nhưng chỉ im lặng họ không ngờ diệp thành lại có quá khứ đau buồn thảm thương đến vậy họ có thể tưởng tượng được tâm trạng ngày đó khi bị đuổi khỏi tông môn của diệp thành hắn đi được tới ngày hôm nay cũng không hề dễ dàng lúc này diệp thành đã lặng lẽ xoay người trốn sang góc khác một mình uống rượu thấy bầu không khí trở nên kỳ lạ lý thi mạng nhìn quanh một lượt rồi nói sư tỷ cơ tuyết băng phái ta tới Ta tới đây để hỏi trong số mọi người có đệ tử nào tên là Trần Dạ không? Trần Dạ. Tư đồ Nam nhướng mày, sau đó lanh lệ đáp: Chúng ta không có người nào tên như vậy. Không thể nào. Lý Thi Mạng không tin, sư tỷ nói Trần Dạ là người của hàng nhạc tông mà. Hơn nữa tỷ ấy còn nói Trần Dạ chắc chắn sẽ quay lại tham gia cuộc thi giữa tam tông. Ta nói này tiểu cô nương, không có là không có, chúng ta còn có thể lừa cô được chắc. Bàn Đại Xuyên liếc nhìn Lý Thi Mạng. Vậy, vậy có thể là ta nhớ nhầm, Lý Thi Mạng vội vàng cúi chào rồi xoay người xuống núi, trước khi đi cô ta còn nhìn quanh mọi người một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Diệp Thành thêm vài giây. Sau khi Lý Thi Mạng đi, mọi người đều nhìn Diệp Thành đang ngồi uống rượu một mình, nhưng không nói gì nhiều. Ngược lại là sở huyên, ánh mắt cô ta nhìn Diệp Thành có chút ẩn ý, càng ngày cô ta càng không hiểu đồ nhi của mình. Ví dụ như chuyện hắn từng là đệ tử của chính Dương Tông, từ đầu đến giờ cô ta đều không hề hay biết, nếu Lý Thi Mạng không gặp lại Diệp Thành thì e rằng tới cuộc thi Tam Tông ngày mai cô ta cũng vẫn chưa biết. Trên đỉnh núi không hề yên bình. Không lâu sau khi Lý Thi Mạng rời đi lại có một người nữa tới, nhưng không phải leo từ dưới chân núi lên mà là từ trên trời đáp xuống, khoảnh khắc đó như có tảng thiên thạch lao xuống khiến cả ngọn núi rung chuyển một hồi. Ồ, náo nhiệt ra đấy nhỉ. Người tới là Gia Cát Vũ, lão ta ở chỗ nghỉ ngơi mãi cũng chán nên tới đây chơi. Nhìn thấy là Gia Cát Vũ, mấy người phía dương đỉnh thiên vội vàng đứng dậy cung kính chào, chào tiền bối Gia Cát. Đều đã hơn trăm tuổi rồi, không cần khách sáo, Gia Cát Vũ phất tay, sau đó nhìn quanh một hồi mới thấy bóng dáng Diệp Thành ở trong góc. Gia Cát Vũ bước ra tới, thắt cái đã tới bên cạnh Diệp Thành, thấy mặt mũi hắn bầm dập thì không khỏi chật lưỡi, sau đấy mới không gặp một hồi sao ngươi lại bị đánh Thành ra thế này rồi. Nghe vậy mọi người lại sửng sốt, tiền bối Gia Cát Vũ biết Diệp Thành à đương nhiên là biết rồi. Lão già gia các vũ trả lời rất thản nhiên, tiểu tử này do ta đưa tới chính dương tông mà. Lời lão ta vừa dứt, ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Diệp Thành, tỏ vẻ kinh ngạc, thầm nói Diệp Thành tu vi không cao nhưng lại mang trong mình rất nhiều câu chuyện. Không ngờ còn có quen biết với cả gia các vũ. Tiền bối uống rượu không? Diệp Thành đưa vò rượu cho gia các vũ. Uống gì mà uống? Đi, gia gia đưa ngươi tới nơi này, Gia Cát Vũ đẩy vò rượu ra, sau đó một tay sách Diệp Thành lên hư không, biến mất không thấy tâm hơi như một làn khói. Sau khi họ đi, mấy người phía Dương Đỉnh Thiên nhìn thấy rõ ràng có vài bóng đen nhanh chóng đuổi theo hai người họ, hiển nhiên là người thành côn phái tới để theo dõi Gia Cát Vũ. Tiền bối định đưa con đi đâu? Bị Gia Cát Vũ sách đi bằng một tay, Diệp Thành khó hiểu nhìn lão. Đương nhiên là tới một nơi thú vị rồi. Gia Cát Vũ nói rất thần bí, Nói xong còn liếc nhìn mấy bóng đen phía sau rồi cười khẩy, "Nhưng trước tiên chúng ta phải cắt đuôi mấy tên phía sau đã." Nói xong gia Các Vũ đột nhiên tăng nhanh tốc độ như một đạo thần mang xẹt qua bầu trời rồi bay ra khỏi Chính Dương Tông. Mấy đại trưởng lão của Chính Dương Tông phía sau cũng đuổi theo. Tiếp đó gia Các Vũ đưa Diệp Thành bay vòng quanh Chính Dương Tông hơn chục vòng rồi mới lặng lẽ quay về Chính Dương Tông, sau một hồi lòng vòng quanh ngọn núi nhỏ, cuối cùng hai người xuyên vào lòng đất. "Đây. Đây là nơi nào?" nhìn xung quanh nhấp nhô từng tia sáng kỳ dị, Diệp Thành hơi kinh ngạc. Hắn cứ tưởng lòng đất là một nơi vô cùng u tối, nhưng trước mắt hắn lại là một nơi cực kỳ sáng. Đây là cấm địa của chính Dương Tông, gia các vũ nhỏ giọng đáp. Cấm địa. Diệp Thành nghe thế không nói hai lời lập tức quay đầu bỏ chạy. Đây là cấm địa, nếu bị kẻ mạnh của chính Dương Tông chặn lại thì kết cục sẽ rất thảm. Đi đâu? Quay lại, gia các vũ lên tiếng nạt rồi lại xách Diệp Thành quay lại, đây là một nơi rất thú vị, có bảo bối đấy. Có bảo bối thì người tự lấy đi, sao phải dẫn con theo? Con không muốn bị người của chính Dương Tông bắt đâu, Diệp Thành không nghe theo lão ta, đi theo lão già chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn này có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Ta cần chân hỏa để giải trừ phong ấn, cuối cùng gia các vũ cũng nói ra sự thật. Con tin người mới lạ đấy. Chính Dương Tông có linh mạch đại địa. Lời của gia các vũ khiến Diệp Thành sửng sốt cũng chẳng trách hắn kinh ngạc như thế, chẳng qua là bởi vì linh mạch đại địa có khí thế quá lớn. Linh mạch đại địa đúng như tên gọi của nó, là một loại linh mạch mà đất đai phải mất rất nhiều năm tháng mới có thể bồi dưỡng ra được, có thể nói là thể ngưng tụ tinh hoa của đại địa, chứa rất nhiều tinh nguyên, nếu hấp thu vào cơ thể sẽ có công hiệu không thể ngờ tới. Nhưng linh mạch đại địa quá hiếm, có thể gặp chứ không thể cầu, là bảo vật mà tu sĩ hàng mơ ước. Diệp Thành không thể ngờ dưới lòng đất của chính dương tông nơi mình từng ở lại có linh mạch đại địa, là bảo bối đúng chứ. Thấy Diệp Thành sửng sốt. Gia Cát Vũ mỉm cười, chương 229, đại địa linh mạch, quả là bảo bối, Diệp Thành tấm tắt, con đúng là đã quá xem nhẹ chính dương tông rồi, chẳng trách mà chính dương tông có nhân tài xuất chúng. Bọn họ có thể tu luyện trên mảnh đất có linh mạch thế này là phúc phần vô cùng, cho nên đi theo Gia Gia, Gia Gia đảm bảo ngươi được ăn sung mặt sướng, Gia Cát Vũ vỗ vai Diệp Thành sau đó nhìn về một hướng, nào, đi theo ta, Diệp Thành vội đi theo, xoa xoa tay cười nói, nếu như có được đại địa linh mạch, ta chia cho ngươi một nửa. Vậy con yên tâm rồi. Cả hai người trước người sau đi vào sâu bên trong lòng đất, bọn họ quả to gan, dám dở trò trong vùng đất của chính Dương Tông. Đây là thông đạo hướng xuống dưới, trên thông đạo này còn khắc rất nhiều phù văn kỳ dị, còn có Linh Châu chiếu sáng cũng như một vài trận pháp cổ quái. Thế nhưng trận pháp này trước mặt Gia Cát Vũ lại chẳng là gì, phía trước có người, không biết từ lúc nào, Diệp Thành chợt ngăn Gia Cát Vũ lại, sợ gì, không phải có ta sao? Gia Cát Vũ tức tối mắng, cứ bình tĩnh cho ta. Diệp Thành vội gật đầu, không dám thở to, ở cánh cửa đá phía trước cách đó không xa, trên cửa đá khắc rất nhiều phù văn, ở giữa còn có chữ phong rất to, hai bên cửa đá có hai lão già mặc đồ trắng ngồi khoanh chân ở đó, tu vi của hai lão già mặc đồ trắng đó rõ ràng không bằng Gia Cát Vũ nếu không thì gia các vũ cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Quả nhiên khi cả hai tới phía trước cửa đá. Cả hai lão già mặc đồ trắng vẫn ngồi khoanh chân nhắm mắt, không có thêm động tác thừa thải nào. Đúng lúc này, gia các vũ bắt đầu hành động, ông ta lấy ra hai đạo linh phù từ trong ngực áo, một đạo cử chuyển cấm thân chú, hơn một triệu linh thạch, lần này ta đúng là vung tay quá tráng rồi. Gia các vũ nói với vẻ mặt xót xa, hơn, hơn một triệu linh thạch. Diệp Thành ở bên nuốt nước bọt, thầm nhũ lão già này thật hào phóng, vì trộm đồ của người ta mà tán gia bại sản, mặc dù xót xa nhưng gia các vũ vẫn rất nhanh chóng đem hai đạo cử chuyển cấm thân chú dính lên người lão già mặc đồ trắng kia. đạo linh phù đó rất dị thường, sau khi được dán lên lập tức dung hòa vào cơ thể lão già kia, diệp thành ở bên tim đập thình thịch, thế nhưng gia các vũ lại không khiến hắn thất vọng. hai lão già mặc đồ trắng kia sau khi bị dán linh phù lên người thì ngủ say, được rồi, tiếp theo chính là đạo phong ấn này, gia các vũ hướng ánh mắt lên trên phần phong ấn của cửa đá nếu không phải sợ kinh động đến mấy tên ở chính dương tông thì ta đây đã tung một chưởng phá tan nó rồi. Tiểu tử, gọi chân. Hỏa ra, gia các vũ nhìn sang Diệp Thành, luyện hóa chữ phong trên cửa đá. Những việc khác giao cho ta, mau lên. Chúng ta chỉ có một nửa canh giờ thôi, Diệp Thành hiểu ý lập tức triệu gọi chân hỏa, sau đó cho chân hỏa bao quanh chữ phong trên cửa đá, gia các vũ ở bên lại lấy ra rất nhiều món đồ kỳ dị. Trận kỳ, ngọc giảng, linh phù, còn có cả dùi kim cang phát sáng. Lúc này ông ta mới bắt đầu bố trí xung quanh cửa đá, sau một khắc, chữ phong trên cửa đá nước lìa, cửa đá cũng theo đó mà rung lên giống như chạm phải cấm chế nào đó, những sóng vân dậy sóng lan ra, thế nhưng đều bị trận pháp của gia các vũ chặn lại. Thấy vậy, Diệp Thành thở vào, nếu mà bị những gợn sóng ở đây đẩy ra ngoài thì nhất định sẽ kinh động đến kẻ mạnh của chính Dương Tông, đi, phong ấn của cửa đá bị phá đi một nửa, gia các vũ mới kéo Diệp Thành vượt qua cửa đá lại lần nữa xuất hiện là một thế giới ngầm rực rỡ vô số ánh sáng chiếu xuyên qua linh khí dồi dào những đám mây màu trắng bay lững lơ một đường linh mạch to dày xuất hiện trước mặt như con rắn khổng lồ đang uống mình cũng giống như nhánh cây với vô số cành nhánh đâm trổ đây đây chính là đại địa linh mạch sao ạ à? diệp thành chớp mắt nhìn linh mạch khổng lồ trước mặt linh khí ở đây đã biến thành thực chất mỗi một phần đều là tinh hoa đại địa thuần túy nhất diệp thành đứng trên đại địa linh mạch hắn cảm nhận được tinh nguyên dồi dào trên linh mạch đang chảy từ bàn chân bàn tay vào cơ thể hắn, nó giống như dòng nước mắt lành khiến cơ thể Diệp Thành khoan khoái dễ chịu, quả nhiên là đại địa linh mạch, khả năng nhận biết của ta không tồi, gia các vũ cười tươi rói, nơi này là thánh địa tu luyện, khí tức của Diệp Thành cũng trở nên gấp gáp hơn, hắn cũng đã sắn tay áo lên, chúng ta bắt đầu cướp thôi ạ, à, cướp cái đầu ngươi, gia các vũ vung gây khiến Diệp Thành ngã dụi ra đất, linh mạch này không được tùy tiện phá hoại, nếu không thì cả linh mạch này sẽ có thể bị hủy hoại tới lúc đó không muốn kẻ mạnh xông tới cũng khó vậy phải làm sao à diệp thành gãi đầu bò dậy dùng dung khí thu quan trọng là không được phá hủy đại địa linh mạch hiểu chưa gia cát vũ nói rồi lấy ra một cái lưu đồng to ba trượng khiến nó lơ lửng trong không trung lưu đồng lơ lửng phát ra thần hoa miệng lưu đồng xuất hiện vòng xoáy cứ thế nuốt trọn tinh nguyên đại địa dồi dào từ đại địa linh mạch thấy vậy diệp thành vội lấy ra bình hồ lô tử kim bình hồ lô tử kim vừa được lấy ra liền rung mạnh sau đó tự biến to lên, còn to hơn cả cái lư đồng của gia các vũ. Miệng hồ lô cũng xuất hiện vòng xoáy nuốt trọn tinh nguyên đại địa với tốc độ nhanh chóng hơn lư đồng. Ra chương nhanh nhất tại tê rung truyên, o -E ta nói này, bình hồ lô này của ngươi cũng được đấy nhỉ. Gia các vũ ở bên xoa cầm, đôi mắt gian dảo lấp lánh. Cũng được rồi đấy, khi sắp hết một khắc, gia các vũ mới phất tay thu mười mấy đại dung khí vào trong tay áo, Diệp Thành ở bên cũng cố gắng nuốt trọn những ngụm tinh nguyên cuối cùng sau đó cất bình hồ lô vào túi đựng đồ. Tinh nguyên đại địa mặc dù rất tốt nhưng hắn quan tâm tới cái mạng của mình hơn, nếu quá tham lam thì sẽ chết rất thảm, đi, thu lại đồ xong xuôi, gia các vũ mới dẫn theo Diệp Thành nhanh chóng rời đi, thế nhưng vừa đi được hai bước bọn họ đã phải dừng lại đột ngột, không ổn, gia các vũ tối sầm cả mặt lại. Sao vậy à? Diệp Thành vội nhìn sang gia các vũ, có người vào đây, vả lại không phải chỉ một người, Gia Cát Vũ nheo mắt, chương 230, phong ấn, vậy phải làm sao được chứ? Diệp Thành Hoang mang nhìn sang Gia Cát Vũ, ta đánh lạc hướng bọn họ, ngươi nhanh chóng thoát thân, ẩn thiên linh phù cũng chỉ có giới hạn, nhiều nhất có thể trụ trong 3 phút, trong 3 phút này ngươi ở trạng thái ẩn thân, cũng có nghĩa là sau khi ta đi ngươi nhất định phải thoát thân trong vòng 3 phút, hà tất phải rắc rối như vậy, chúng ta dùng hai đạo ẩn thiên linh phù thì thời gian sẽ được lâu hơn mà. Diệp Thành nhìn Gia Cát Vũ với vẻ mặt khó hiểu, ngươi cho rằng ẩn thiên linh phù là mớ rau đấy à? Gia các vũ tức tối nhìn Diệp Thành, ẩn thiên linh phù còn đắt hơn cả cửu chuyển cấm thân chú, ta cũng chỉ có hai tấm thôi. Ôi trời, cứ vậy đi, ta đi đánh lạc hướng bọn họ, vậy không được, người phải đưa con đi cùng chứ, Diệp Thành kéo vạt áo gia các vũ, nếu như bị ném vào lòng đất, ngộ nhỡ bị chặn ở đây thì hắn sẽ chết chắc, từng, tên tiểu tử nhà ngươi sao lại có thể không biết phân biệt tốt xấu vậy cơ chứ. Gia các vũ trừng mắt thổi râu, Ta đưa ngươi đi thì nhất định sẽ bị người ta phát hiện, làm theo cách của ta vẫn tốt hơn. Nhớ rõ, cố gắng đừng gây ra động tĩnh gì, ngươi phải giữ trạng thái im lặng, khả năng của Ẩn Thiên Linh phù mới có thể được phát huy tốt nhất. Sao con cảm thấy như người đang đào hố chôn con vậy? Diệp Thành choáng váng, ta là loại người đó sao? Gia Các Vũ Hằng học, cứ như thế nhé. Ngươi nhầm thời cơ mà đi ra. Nói rồi, Gia Các Vũ xông ra khỏi cửa đá như một đạo thần mang. Mặc dù ở trạng thái ẩn thân nhưng tốc độ di chuyển của ông ta lại chính là nguyên nhân khiến ông ta bị bại lộ, kẻ nào? Ngay sau đó, bên ngoài chợt vang lên tiếng nạt, ngăn hắn ta lại, Diệp Thành nghe thấy tiếng hét lớn của Thành Côn, có lẽ người mà ông ta phái đi đã để mất dấu da các vũ cho nên lúc này ông ta mới đến cấm địa của Chính Dương Tông tìm kiếm. Và vừa hay lại gặp da các vũ, trầm. Ầm. Ầm, ngay sau đó, bên ngoài vang lên từng tiếng động mạnh như có người đang đại chiến dưới lòng đất. Diệp Thành nghe thấy tiếng ầm vang bên ngoài, hắn cũng di chuyển. trệt một tiếng, Diệp Thành tới phía cửa đá, trong lòng hắn thầm mắng chửi, lão già chết tiệt, tiểu gia đây mà bị treo ngược ở đây thì có làm ma tôi cũng không tha cho ông. Có điều bước chân hắn còn chưa chạm đất thì một luồng khí tức dị thường đã nhanh chóng lại gần, thành côn, Diệp Thành nhìn người này, sắc mặt tái nhật hẳn lại. Đến cả bàn chân vừa dơ lên cũng không dám chạm đất, cứ thế lơ lửng giữa không trung, hắn không dám có bất cứ hành động nào thừa thải, nếu không thì rất có khả năng sẽ bị phát hiện, lần này thảm thật rồi, Diệp Thành tái mặt, thành côn ở cảnh giới không minh đỉnh phong, chỉ cần phất tay là có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào, ở một bên, thành côn đã bước vào lòng đất. Vốn dĩ ông ta tới đây để đuổi theo gia các vũ nhưng sợ đại địa linh mạch bị tổn hại nên nửa đường mới quay lại đây để kiểm tra, lúc này. Tim Diệp Thành lại lần nữa nhảy lên đến tận cổ họng, trái tim nhỏ bé của hắn cứ thế đập thình thịt liên hồi, mồ hôi lạnh toát, đến thở cũng không dám thở hắn chỉ cách thành côn không tới một trường mặc dù ở trạng thái ẩn thân nhưng lúc này lại như nghìn cân treo sợi tóc gia cách vũ hy vọng ẩn thiên linh phù của ông không đẻo giả như ông diệp thành lạnh toát người không dám nhúc nhích cách đó một trường thành côn nheo mắt nhìn xung quanh đảo mắt về phía mà diệp thành đang đứng nhưng không dừng lại diệp thành khẽ thở vào thành côn không phát hiện ra hắn thế nhưng diệp thành vẫn không dám di chuyển thành côn không phát hiện ra hắn vì hắn không cử động nếu cử động thì nhất định sẽ bị phát hiện. Thành Côn cứ thế liếc đi liếc lại chừng nửa phút mà không hề có ý định rời đi. Mẹ kiếp, rốt cục ông có đi không hả? Diệp Thành ở cách đó một trượng thầm mắng chửi. Mặc dù có ẩn thiên linh phù nhưng ẩn thiên linh phù này lại có giới hạn. Nếu tính thời gian thì cũng chỉ còn hai phút nữa mà thôi. Nếu xuất hiện trước mặt Thành Côn thì hậu quả Diệp Thành thật sự không dám nghĩ đến. Ngay sau đó, Ngô Trường Thanh dẫn theo vài đệ tử đi vào, bắt được chưa? Hành Côn tối sầm mặt nhìn Ngô Trường Thanh, tốc độ của hắn quá nhanh nên giả chạy ra khỏi Chính Dương Tông rồi, đã biết là ai chưa? Hắn ta ở trạng thái ẩn thân nên đệ không nhìn ra được. Ngô Trường Thanh lắc đầu bất lực, có thể khẳng định một điều rằng người này cùng cấp bậc với lão tổ, nếu không thì cũng không thể phá được vòng vây của chúng ta, nghe vậy, thành Côn nheo mắt, lẽ nào là gia Các Vũ? Cũng không loại trừ khả năng này, vả lại ở một bên khác của cửa đá còn có một kẻ ở cảnh giới không minh canh giữ đây đúng là kết cục thảm hại. Ngoài những điểm này ra thì còn có một việc khác nữa, trước khi thành côn rời đi còn nói phải điều tra rõ ràng việc này, chỉ cần là thế lực tới chính Dương Tông. Cho dù là hàng nhạc Tông, Thanh Vân Tông hay các thế lực khác thì đều nằm trong phạm vi bị điều tra, Diệp Thành có thể tưởng tượng, nếu như người của chính Dương Tông tới vọng nguyệt các kiểm tra và không thấy mình ở đó thì hắn nhất định sẽ gặp rắc rối lớn. Gia Cát Vũ, lão già chuyên đào hố nhà ông, lần này tôi bị ông hại chết rồi đấy, Diệp Thành ôm đầu, thầm chửi gia các vũ hàng trăm hàng nghìn lần, giờ thì hay rồi, nếu Diệp Thành xông ra ngoài mà không ở trạng thái ẩn thân thì kết cục chẳng cần nghĩ cũng biết, lúc này, ở bên ngoài chắc chắn cũng đang rất hỗn loạn. Chương 231, Thái hư cổ long hồn, gia các vũ xông ra khỏi lòng đất tạo nên động tĩnh không vừa, làm kinh động tứ phía. Còn Thành côn cũng đã ra lệnh lục phát tất cả, hộ tông đại trận cũng được mở. Các vị trưởng lão trong nội môn và cả ngoại môn của chính Dương tông đều đã xuất hiện người nào người nấy toàn thân có linh quan rẻ không phi hành giống như từng ngôi sao sáng khiến màn đêm càng trở nên lấp lánh hơn. Không chỉ có trưởng lão, rất nhiều các đệ tử thực lực lớn mạnh cũng được gọi ra ngoài, lục soát cẩn trọng dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão. Đúng là to gan, dám làm loạn ở địa bàn của chính Dương Tông, trên đỉnh núi, trưởng giáo công tôn trí của Thanh Vân Tông xoa cầm, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Cũng giống như Thanh Vân Tông, những thế lực khác tới tham dự trận so tài cũng hết sức kinh ngạc nhà thượng quan ở Đông Nhạc, nhà họ Tề ở Nam Cương, nhà họ Vương ở Bắc Xuyên, nhà họ Tư Đồ ở Tây Thục. Trong lòng đất của chính Dương Tông, Diệp Thành bất lực ngồi trên linh mạch khổng lồ kia. Hắn đã nghĩ tới hàng trăm cách thoát thân nhưng kết quả chỉ có một đó là chết. Lần này đúng là xong thật rồi, Diệp Thành dây mày, hắn hận vì đã nghe theo lão già không đáng tin gia các vũ kia đi trộn cái gọi là mà đại địa linh mạch đến mức bị nhốt ở nơi thâm sâu này. Gừ. Gừ từng tiếng gầm của rồng vang lên khiến Diệp Thành giật mình đứng dậy. Lại là âm thanh này, Diệp Thành cao mày. Nói ra thì hắn không hề thấy lạ lùng với tiếng gầm này vì hắn đã từng nghe qua trước đó. Đó là khi ở ngọn núi phía sau hàng nhạc tông. Cũng chính vào đêm hắn và nhóm tạ vân bị đội của Tề Dương vây bắt hắn đã nghe thấy âm thanh này. Từ đó tới nay hắn vẫn tưởng rằng mình nghe nhầm vì mấy người phía tạ vân không hề nghe thấy, chỉ có mình hắn nghe thấy hiện giờ khi ở lòng đất của chính dương tông diệp thành lại nghe được âm thanh này nên cảm thấy hết sức bất ngờ tiếng gầm này rõ ràng là giống nhau vả lại lần này hắn còn nghe được rõ hơn khi ở ngọn núi phía sau hàng nhạc tông gừ gừ diệp thành vội nhìn xuống dưới chân vì tiếng gầm kia vang lên từ dưới đại địa linh mạch bên dưới đại địa linh mạch còn có huyền cơ diệp thành nheo mắt hắn mở tiên luân nhãn tiên luân nhãn di chuyển Đạo tiên luân ấn ký kia cũng lóe sáng khiến hắn có thể nhìn thấu đại địa linh mạch và nhìn được rõ ràng huyền cơ bên dưới. Vừa nhìn thấy, Diệp Thành đã phải thẩn thờ. Hắn vô thức lùi về sau vì hắn trông thấy một đôi mắt màu đỏ như máu, đôi mắt đó cũng phải to bằng cả vại nước. Diệp Thành kinh ngạc, lúc này hắn mới nhìn rõ được đó là vật gì, đó chính là một con rồng khổng lồ, đó chính xác là một con rồng khổng lồ hư ảo. Giống như linh hồn thể bị vô số phù văn trói trên tế đàn to phải cả hàng chục nghìn trường đó đó là gì diệp thành tái mặt nhìn đôi mắt khổng lồ kia mà có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng đến nơi quan trọng hơn cả đó chính là con rồng hư ảo kia quá to lớn còn to hơn cả bất cứ loại yêu thú nào mà hắn từng thấy nó cứ lượn vòng ở đó mặc dù đứng ở trên nó nhưng diệp thành cảm thấy mình như con kiến vậy bên dưới đại địa linh mạch lại còn phong ấn cả một con vật khổng lồ như vậy Diệp Thành kinh ngạc tim đập thình thịch. Lục đạo tiên luân nhãn, khi Diệp Thành nhìn con rồng hư ảo kia thì nó đột nhiên lên tiếng, âm thanh như muốn rung chuyển đất trời khiến Diệp Thành thất thần. Sao ngươi lại có lục đạo tiên luân nhãn? Trong mắt con rồng khổng lồ kia lóe lên thần quang. Đôi mắt nó nhìn chầm chầm vào phần mắt trái của Diệp Thành như muốn nhìn thấu mọi thứ. Diệp Thành giật mình, hắn đề phòng cảnh giác, bí mật về lục đạo tiên luân nhãn không ai biết mà con rồng khổng lồ này lại có thể nhìn thấu khiến hắn không khỏi sợ hãi. Bên dưới, con rồng hư hảo không nghe thấy tiếng trả lời của Diệp Thành thì liếc nhìn hắn, không muốn nói có thể không nói, ta cũng không có hứng muốn biết vì sao ngươi có lục đạo tiên luân nhãn, chi bằng chúng ta trao đổi, thế nào? Trao đổi gì? Diệp Thành cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nhìn con rồng bên dưới. Ta có thể đưa ngươi ra ngoài một cách an toàn, Thái hư cổ long rít lên. Nhưng đáp lại ngươi phải giúp ta phá phong ấn. Nghe vậy, đôi mắt Diệp Thành chợt lóe sáng. Không thể phủ nhận lời của nó đã đánh trúng tâm lý của Diệp Thành khiến hắn như tìm được ánh sáng trong màn đêm đen. Có điều nghĩ tới thân phận của con rồng kia, Diệp Thành lại kiềm chế sự manh động trong mình. Con rồng này bị phong ấn bên dưới đại địa linh mạch, vả lại hình thể lại to lớn thế này, cho dù là linh hồn thể thì nhất định sẽ khiến người ta phải sợ. Nếu mình cứu nó ra ngoài thì có trời mới biết là phúc hay họa. Nghĩ vậy, Diệp Thành nhìn con rồng kia mà nói, trao đổi cũng được nhưng trước hết phải cho ta biết ngươi là ai, vì sao lại bị phong ấn ở đây. Ta là Thái Hư Cổ Long. Thái, Thái Hư Cổ Long. Diệp Thành tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Thái Hư Cổ Long, lai lịch quá khủng khiếp. Tương truyền, thời cổ đại xa xưa có một chủng tộc đáng sợ, có thể nói là tiên tổ của Long tộc, huyết mạch mạnh vô cùng, từng là bá chủ tối cao của nhân gian. Thế nhưng sau thời Thái Cổ, chủng tộc lớn mạnh này lại mai danh ẩn tích, trên đời này chỉ còn lại truyền thuyết về nó, vả lại càng không có nổi người từng gặp thái hư cổ long. Đây chính là bí mật xưa kia. Diệp Thành cũng từng thấy đôi câu trong mật quyển cũ nát chứ chưa từng nghe nói trên đời này có thái hư cổ long thật sự. Mặc dù chỉ là hình thái long hồn nhưng cũng từng là chủ nhân của thế gian này. Diệp Thành vừa bấm ngón tay vừa khẽ giọng tính toán, hỗn độn, hồng hoang, hoang cổ, thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, ít nhất cũng phải vài trăm nghìn năm rồi nghĩ vậy diệp thành lại nhìn thái hư cổ long thăm dò ngươi là sinh vật thời cổ đại thật sao thái hư cổ long không nói gì mí mắt khẽ chớp coi như gật đầu sao có thể diệp thành hoang mang thái hư cách hiện tại ít nhất cũng phải vài trăm nghìn năm theo như ta biết thì sinh vật thời thái cổ đã tuyệt chủng lâu rồi sao còn có sinh vật tồn tại vả lại ngươi có thể sống mấy trăm năm ta chỉ là một phần tàn hồn của thái hư cổ long thái hư cổ long biết diệp thành không dễ bị lừa nên cuối cùng cũng nói ra sự thật nếu theo ngươi nói thì chân thân của ta đã niết bàn từ thời thái cổ rồi trong bao nhiêu năm tháng đó tàn hồn của ta mới dần dần có linh trí cũng chính là hình thái của ta hiện tại nói như vậy thì ta có thể miễn cưỡng chấp nhận được diệp thành thở phào nếu mà có sinh vật có thể sống vài trăm năm thì đúng là phủ nhận mọi nhận thức của thế giới này mất Ta chỉ biết ngọn nguồn của Tam Tông chứ không biết bí mật Long Hồn Thái Cổ, Diệp Thành thầm nhũ, năm xưa yêu Long làm hại đại sở, huyền thần thủy tổ phải ra tay, lẽ nào chính là nói đến Thái Cổ Long Hồn. Nghĩ vậy, Diệp Thành lại nhìn sang Thái Hư Cổ Long, ngươi nói năm xưa huyền thần thủy tổ trảm Thái Cổ Long Hồn thành ba phần, lần lượt phong ấn trong cơ thể của ba người đệ tử, nói vậy thì Thanh Vân Tông và Hàng Nhạc Tông ta cũng có Thái Cổ Long Hồn như ngươi nói. Thái Hư Cổ Long mặc dù phẫn nộ nhưng vẫn gật đầu. Diệp Thành cao mày, trong đôi mắt chợt lóe sáng, hắn lẩm bẩm. Nói vậy thì ta nghe thấy tiếng gầm khi ở ngọn núi phía sau hàng nhạc thông chính là tiếng gầm của Thái Cổ Long Hồn rồi, giờ ngươi đã biết tu sĩ loài người các ngươi bị ổi thế nào rồi chứ? Thấy Diệp Thành trầm ngâm Thái Hư Cổ Long gầm lên. Chương 232, Bí thuật phân thân, bị ổi hay không thì ta không biết, nhưng ta cũng không thể nghe một mình ngươi nói, Diệp Thành nói rồi không quên liếc nhìn Thái Hư Cổ Long, vả lại, theo như lịch sử mà ta biết thì lại không khớp với những gì ngươi nói cho lắm năm xưa là do ngươi làm loạn đại sở thủy tổ huyền thần của ta mới ra tay trảm ngươi lịch sử đều do kẻ thắng bịa ra thái hư cổ long lạnh giọng thôi giờ nói chuyện trao đổi giữa hai chúng ta đi đã dịp thành đổi chủ đề ngươi nói ngươi có thể đưa ta ra khỏi đây một cách an toàn phải không mặc dù ta bị phong ấn nhưng vẫn có khả năng đưa ngươi ra ngoài thái hư cổ long thản nhiên lên tiếng đã là trao đổi qua lại ta cứu ngươi ra ngoài thì ngươi cũng phải giúp ta thoát hiểm. Ngươi mạnh như vậy mà không thể phá được phong ấn thì một kẻ ở cảnh giới nhân nguyên như ta sao phá được. Giờ không được không có nghĩa về sau không được, thái hư cổ long nhìn dịp thành chăm chú, ta có thể nhận ra ngươi không hề đơn giản, nếu như cho ngươi đủ thời gian thì sẽ có ngày sức mạnh của ngươi thông thiên. Ý của ngươi là đưa ta ra ngoài trước, sau này khi ta mạnh rồi thì quay lại cứu ngươi sao? Nếu không thì tu vi hiện tại của ngươi có thể giúp ta phá phong ấn sao? ngươi chắc chắn ta có thể cứu ngươi sao diệp thành nhìn thái hư cổ long với vẻ mặt tò mò ngươi sẽ làm được thái hư cổ long chớp mắt cười hoặc ngươi có thể vạch y phục ra nhìn phần ngực của ngươi xem nghe vậy diệp thành cau mày khi vạch ngực áo ra phần ngực của hắn hiện lên phù văn hình rồng phù văn này đang dần dần ăn sâu vào cơ thể hắn còn lúc này diệp thành cũng thấy có gì đó không ổn cơ thể và linh hồn hắn đều bị lạc ấn một loại chú ấn vô cùng nguy hiểm đó chính là tổ chú cấm kỵ của Thái Hư Cổ Long tộc. Khi Diệp Thành cao mày, Thái Hư Cổ Long đã cười lạnh lùng, nếu ngươi làm trái lại lời hứa với ta thì sẽ bị họa diệt thân. Ngươi cũng độc ác lắm, đôi mắt Diệp Thành lạnh hẳn lại. Chẳng còn cách nào khác, trao đổi với loài người khác ngươi vẫn nên thận trọng một chút. Thái Hư Cổ Long cười tôi độc, ngươi chỉ có thời gian là 10 năm, trong 10 năm nếu ngươi vẫn không thể giúp ta thoát thân thì tổ chú đó nhất định sẽ ứng nghiệm, ngươi sẽ hóa thành tro bụi. Còn nữa, Đừng cố gắng hủy đi tổ chú vì trên đời này chỉ có ta mới có thể hóa giải được nó, đương nhiên, trong vòng 10 năm nếu ngươi giúp ta thoát khỏi nơi này thì tổ chú tự khắc tan biến. Nghe ý của ngươi thì ta không có sự lựa chọn nào khác rồi, Diệp Thành khoát tay. Ngươi nên cảm ơn ta vì ta không bắt ngươi phải chết. Ngươi không cần phải nói dễ nghe vậy đâu, Diệp Thành lạnh giọng, ngươi cứu ta cũng không phải không có mục đích. Nói thẳng ra thì ta rất ghét cảm giác bị uy hiếp, hiện giờ ta chỉ muốn cho ngươi ăn một đại chiêu thôi nghe vậy đôi mắt thái hư cổ long chợt thoáng qua ánh nhìn giễu cật tiểu tử lục đạo tiên luân nhãn không phải có tác dụng với tất cả đâu diệp thành cao mày đại chiêu mà hắn nói không phải là cấm thuật tiên luân nhãn sao thế nhưng thái hư cổ long có vẻ như nhìn thấu tâm can hắn cũng có vẻ như không hề sợ cấm thuật thiên chiếu của tiên luân nhãn về điểm này thì diệp thành không hề nghi ngờ thái hư cổ long là một tộc chí tôn thời thái cổ Mặc dù hiện tại chỉ là một phần tàn hồn nhưng cũng hết sức đáng sợ. Nghĩ vậy, Diệp Thành ho hắn nói, ngươi đưa ta ra ngoài đi, ta không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, còn vật khổng lồ như ngươi lại khiến ta không thể nào thở nổi. Ngươi chắc chắn rời khỏi đây bây giờ chứ? Thái Hư Cổ Long hỏi lại với giọng điệu hứng thú. Đi, đi bây giờ. Nơi này chính là đại địa linh mạch, Thái Hư Cổ Long nói tiếp, đối với tu sĩ mà nói thì nơi này chính là thánh địa để tu luyện tu luyện ở đây một ngày bằng cả tháng bên ngoài, vả lại sự huyền diệu của đại địa linh mạch không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nó có tác dụng rất lớn đối với khả năng cảm ngộ thiên địa. Điều này ta đương nhiên hiểu, ngươi cho rằng ta không muốn tu luyện ở đây sao? Diệp Thành dây tráng, nói, có điều ta mà không ra ngoài thì phía sư phụ của ta sẽ loạn lên mất. Thế à? Thái hư cổ long trầm ngâm, vậy thì để lại một đạo phân thân ở đây, để nó hấp thu tinh nguyên đại địa, thông qua mối liên hệ giữa phân thân và bổn tôn để truyền tinh nguyên đại địa nếu may mắn nói không chừng ngươi còn có thể lĩnh hội sức mạnh của đất trời phương án này quả không tồi diệp thành sáng mắt nào nào mau dạy ta bí thuật phân thân ngươi chắc chắn ta biết thuật phân thân sao thấy bộ dạng mong mỏi đó của diệp thành thái hư cổ long cười nói ngươi là thái hư cổ long mà có gì mà ngươi không làm được chứ diệp thành tươi cười đôi mắt to tròn đảo đi đảo lại nhìn thái hư cổ long hắn xoa xoa tay cười nói nếu ta mạnh lên thì cũng có thể tới cứu ngươi sớm mà không phải sao xem ra ngươi cũng không phải ngốc thái hư cổ long nhìn diệp thành sau đó giữa phần trán có một đạo thần quang bay ra thâm nhập vào đầu diệp thành cảm nhận được bí tông truyền vào não diệp thành vội khoanh chân ngồi xuống đất không biết ba vị đêm khuya tới đây là có việc gì chỉ giáo dương đỉnh thiên nhìn cả ba người rồi lên tiếng dương tông chủ Đêm khuya tới đây xin tông chủ thứ tội vì làm phiền, một trưởng lão đi đầu tiếng lên trước, nói: "Hôm nay có người thần bí đột nhập vào cấm địa của Chính Dương Tông chúng tôi, xin các vị phối hợp." Ý ông là gì? Đạo Huyền chân nhân lạnh giọng, "Lẽ nào quý tông cho rằng người của Hàng Nhạc Tông chúng tôi xông vào cấm địa?" Cũng không loại trừ khả năng này, giọng nói của vị trưởng lão ở Chính Dương Tông có phần cổ quái, đã không phải do các vị đạo hữu đây gây ra thì phải kiểm tra cái đã, nếu không phải do Hàng nhạc tông gây ra, chúng tôi xin cúi đầu nhận lỗi. Nực cười, bàn đại xuyên lạnh giọng, chính dương tông đúng là ức hiếp người quá đáng. Bàn sư dệ, dương đỉnh thiên tiếp lời, vuốt trâu nói, bọn họ muốn kiểm tra thì cứ để bọn họ kiểm tra, chúng ta đường đường chính chính không phải sợ, nếu không thì các vị đạo hữu đây cho rằng chúng ta có tật giật mình, dương tông chủ thật sáng suốt. Trưởng lão của chính Dương Tông mỉm cười sau đó nheo mắt đảo qua mấy người phía Dương Đỉnh Thiên. Sau khi kiểm tra một vòng, vị trưởng lão kia mới nhìn Dương Đỉnh Thiên mà nói. Dương Tông Chủ, sao lại không thấy Diệp Thành của Quý Tông đâu, chương 233, ngắm sao, thái hư phân thân, hiện. Trong lòng đất, sau tiếng hô của Diệp Thành, một luồng vân khí màu vàng kim bốc ra từ cơ thể hắn, sau đó không ngừng hội tụ bên cạnh hắn, mãi tới khi huyển hóa thành hình người, hình người này chính là hình người của Diệp Thành. Không tồi, Diệp Thành đứng dậy, nhìn thân hình phân thân thái hư bên cạnh mình. Tu Vi chỉ ở cảnh giới ngưng khí tầng thứ ba thôi sao? Diệp Thành xoa cầm. Nào, thử xem nào, ý niệm vừa bắt đầu. Diệp Thành lệnh cho phần phân thân của mình ngồi khoanh chân trên một đường linh mạch. Ngay sau đó, phần phân thân của Diệp Thành tự khắc nuốt trọn tinh nguyên của đại địa, còn Diệp Thành là bản tôn nhờ có sự truyền thụ của phân thân nên được lợi, tâm trí vấn chấn hơn hẳn. Đúng là kỳ diệu, Diệp Thành xoa xoa tay, hai mắt sáng cả lên, sau này nếu đánh với kẻ khác hao kiệt sức lực thì có thể thông qua phần phân thân hấp thu linh mạch đại địa để bổ sung sức lực cũng không khác gì so với việc tự hấp thu đại địa linh mạch diệp thành kinh ngạc nhìn xuống thái hư cổ long phía dưới ta để phần phân thân ở lại đây nếu như người của chính dương tông vào đây mà phát hiện thì phải làm sao ta không muốn để người khác biết ta từng tới đây không phải còn có ta sao thái hư cổ long liếc nhìn diệp thành yên tâm ta đảm bảo phần phân thân của ngươi không vấn đề gì nếu ngươi nói vậy thì ta phải làm thêm phần phân thân nữa mới được diệp thành nói rồi lại lần nữa sử dụng thủ ấn cứ thế ngưng tụ ra tám đạo phân thân tám đạo phân thân lần lượt ngồi trên tám nhánh linh mạch cứ như vậy thêm một đạo phân thân trước đó của hắn tổng cộng có chín đạo phân thân chín phần phân thân nhanh chóng hấp thu tinh nguyên của đại địa nhanh gấp chín lần so với một phần phân thân diệp thành có thể cảm nhận được rõ rệt tinh nguyên dồi dào truyền đến từ chín phần phân thân kia thêm hai phần nữa thấy được lợi diệp thành tươi cười định tiếp tục dùng thủ ấn tạo phân thân dừng 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 lúc này thái hư cổ long không còn bình tĩnh được nữa cứ thế bảo diệp thành dừng lại nó mắng diệp thành bằng giọng khó chịu bảo vệ chính phần phân thân của ngươi đã là giới hạn của ta rồi nếu còn thêm nữa thì ta hết cách dù sao ta cũng đang trong trạng thái bị phong ấn ta hiểu ta hiểu diệp thành cười xòa thầm nghĩ không thể tham lam được chính phần phân thân cùng hấp thu nên phần tinh nguyên đại địa có được đương nhiên dồi dào ngươi có thể đi rồi nhớ lời ta dặn thái hư cổ long nói rồi một đạo thần quan bay ra đáp dưới chân diệp thành lấy diệp thành làm trung tâm và hình thành nên một vòng xoáy yên tâm ta sẽ không quên diệp thành khẽ vẫy tay vòng xoáy kia di chuyển và rồi hắn biến mất khỏi nơi này trệt chỉ thấy bóng hình diệp thành biến mất khi xuất hiện trở lại hắn đã đứng trên một ngọn núi rồi đây là đâu sau khi hiện thân diệp thành hoang mang nhìn xung quanh đập vào mắt hắn chính là linh sơn với từng tầng mây bao phủ cũng như cung điện lầu cát với linh khí dồi dào tiền bối nói tiền bối còn có việc sau đó thì biến mất để con ở lại đây khả năng giả vờ của diệp thành lập tức được tận dụng triệt để hắn diễn hết sức nhập vai bày ra bộ dạng vô hại cho dù là ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là một đứa trẻ ngoan gia cát vũ đi rồi thì sao ngươi lại không về nguyệt vọng cát Ngô Trường Thanh nhìn chầm chầm vào Diệp Thành. Con ở đây ngắm sao? Ngắm sao? Ngô Trường Thanh nghe câu hỏi của Diệp Thành thì tức tối không bật ra nổi thành lời. Chính Dương Tông loạn cả lên như vậy, hắn còn có tâm trạng ở đây ngắm sao, vả lại, nửa đêm còn chạy tới ngọn núi này ngắm sao, nói ra ai tin, sư phụ rốt cục có chuyện gì vậy à, Diệp Thành cố tình bày ra bộ dạng khó hiểu nhìn sở huyên. Người ta bị mất đồ, ồ, nói chính xác là có kẻ lén xông vào cấm địa của người ta cho nên cả thiên hạ này bị coi là kẻ trộm sở huyên nhướng vai lời nói rõ vẻ dễu cật người không ở chỗ nghỉ ngơi đều có thể là kẻ trộm cho nên người ta cho rằng con cũng là kẻ đáng nghi ngờ ôi chao nào ngờ sở huyên vừa nói xong diệp thành đã rướn cổ lớn giọng khiến không chỉ sở huyên mà còn cả ngô trường thanh và mấy người phía dương đỉnh thiên giật mình ngô trưởng lão chính dương tông còn có cấm địa sao diệp thành tỏ ra kinh ngạc nhìn ngô trường thanh trước đây khi con ở chính dương tông còn chưa bao dốc nghe nói tới